Bác sư xin mến chào các ba mẹ và các bạn. Tại sao em bé của chúng ta dưới 3 tuổi rất là hay bị ốm? Và có liên quan đến một cái khái niệm gọi là khoảng trống miễn dịch. Vậy thì khoảng trống miễn dịch của trẻ là gì? Và làm thế nào để chúng ta có thể giúp em bé của chúng ta vượt qua cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch này một cách an toàn và hiệu quả nhất? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khoảng trống miễn dịch là gì. Người ta định nghĩa cái khoảng trống miễn dịch hay gọi là immunity gap. Điều đó có nghĩa là ở trong cái giai đoạn này, cơ thể của em bé, cái hệ miễn dịch còn chưa trưởng thành, còn non nớt, em bé chưa tạo ra được các cái yếu tố miễn dịch để giúp cho cơ thể em bé chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Thì giai đoạn này gọi là giai đoạn khoảng trống miễn dịch. Và người ta nghiên cứu thấy rằng cái giai đoạn này hay gặp ở trẻ dưới 36 tháng tuổi. Có nghĩa là gì? Trên một cái quần thể lớn thì khi mà trẻ được 36 tháng tuổi thì hầu như là cơ thể của trẻ đã có thể tự sản xuất ra được các cái yếu tố miễn dịch để giúp cơ thể trẻ chống lại các cái tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, có những em bé cái hệ miễn dịch trưởng thành sớm hơn, 3 tuổi, có những em bé thì có thể trưởng thành muộn hơn 3 tuổi một chút xíu. Vậy thì đó là lý do mà tại sao mà em bé của chúng ta rất là dễ bị ốm ở trong cái giai đoạn dưới 36 tháng. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể giúp cho em bé của chúng ta vượt qua cái thời kỳ quan trọng này? Bởi vì rõ ràng nếu như cơ thể của em bé hay bị ốm thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Vậy thì người ta bắt đầu đi từ cái giai đoạn em bé ở trong thời kỳ bào thai. Trong thời kỳ bào thai thì em bé nhận được kháng thể, các yếu tố miễn dịch từ mẹ truyền cho con qua nhau thai. Và khi mà ra đời trong 6 tháng đầu đời thì em bé sẽ nhận được kháng thể từ mẹ truyền cho con thông qua vai trò sữa mẹ. Bởi thế cho nên cái giai đoạn bào thai và giai đoạn 6 tháng đầu đời thì đặc biệt chúng ta phải chăm sóc cái sức khỏe cho bà mẹ. Để sao bà mẹ khỏe mạnh, có được cái hệ miễn dịch tốt, sản xuất được nhiều các yếu tố kháng thể để cung cấp cho em bé trong cái giai đoạn này. Bởi giai đoạn này cơ thể em bé gần như là chưa có thể sản xuất được các cái yếu tố miễn dịch. Bắt đầu từ 6 tháng trở lên thì bắt đầu hệ miễn dịch của em bé bắt đầu trưởng thành dần và bắt đầu sản xuất ra các cái yếu tố miễn dịch. Bởi thế cho nên cái việc tiêm phòng cho em bé là vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà tiêm phòng cho em bé thì giúp cho cơ thể của em bé tôi luyện cái hệ miễn dịch, trưởng thành và hệ miễn dịch, và giúp cho cơ thể em bé chống lại các cái bệnh lý nguy hiểm. Và cái phần tiếp theo liên quan đến cái vấn đề là ăn dặm của trẻ, hay nói cách khác là chế độ dinh dưỡng của trẻ. Bởi vì sau 6 tháng thì cái lượng kháng thể ở trong sữa mẹ bắt đầu giảm dần đi, cho nên cái việc là chế độ dinh dưỡng cho trẻ vô cùng quan trọng. Giai đoạn này bắt đầu trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm, các con chưa thể ăn được nhiều, cho nên cái việc mà chúng ta lựa chọn các cái giải pháp ăn dặm cho em bé, chúng ta lắng nghe cơ thể em bé để mà chúng ta sẽ có từng bước một cung cấp các cái dinh dưỡng, các cái dưỡng chất cần thiết cho trẻ để giúp cho cơ thể trẻ phát triển, trưởng thành và hệ miễn dịch của em bé phát triển và có cái nguyên liệu để mà tổng hợp ra được các cái yếu tố miễn dịch, đặc biệt liên quan đến kháng thể. Cái yếu tố tiếp theo đó là liên quan đến vấn đề giấc ngủ của trẻ. Giấc ngủ của trẻ rất là quan trọng, đặc biệt là cái giấc ngủ từ lúc 11 giờ cho đến 3-4 giờ sáng. Bởi vì khi mà một em bé ngủ có một giấc ngủ tốt thì cái hệ miễn dịch của em bé cũng trưởng thành và phát triển. Người ta nghiên cứu thấy rằng là các cái cơ quan sản xuất ra các yếu tố miễn dịch sẽ sản xuất ra nhiều ở trong cái giai đoạn mà em bé ngủ. Cho nên giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho em bé có được một cái hệ miễn dịch tốt, giúp cho em bé vượt qua cái thời kỳ khoảng trống miễn dịch. Phần tiếp theo đó là liên quan đến quá trình vận động của các con. Bởi trong cái quá trình vận động thì sẽ giúp cho tăng cường việc trao đổi chất, tăng cường oxy đến các cái cơ quan tổ chức trong cơ thể, giúp cho cái hệ miễn dịch của trẻ được phát triển và được khỏe mạnh. Và cuối cùng đó là liên quan đến một số các cái yếu tố, các cái sản phẩm mà các ba mẹ và các bạn có thể bổ sung cho em bé trong cái giai đoạn khoảng trống miễn dịch này. Đó là các cái loại vitamin, đặc biệt là vitamin D. Vitamin D bên cạnh cái việc là giúp cho em bé chống còi xương, chống suy dinh dưỡng, thì vitamin D còn có vai trò trong quá trình điều hòa và tăng cường miễn dịch. Chúng ta cần bổ sung các cái khoáng chất có sắt, có kẽm, có canxi, vitamin tổng hợp và yếu tố như là lợi khuẩn.
lợi khuẩn thì sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của em bé khỏe mạnh, và có rất nhiều các cái tế bào, các cái cơ quan miễn dịch nằm ở trên cái đường tiêu hóa của trẻ, cho nên trẻ cần có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Còn với những em bé mà ăn kém, khả năng hấp thu kém, thì các bạn có thể bổ sung một số các enzyme, và bên cạnh đó thì có một số các cái dòng sữa có thể có hỗ trợ thêm về xơ, về lợi khuẩn. Bên cạnh vấn đề dinh dưỡng thì có thêm các cái gọi là các cái kháng thể lấy từ sữa non của bò. Thì đấy là những cái giải pháp để mà giúp cho em bé của chúng ta vượt qua thời kỳ khoảng trống miễn dịch, để giúp cho em bé của chúng ta có được một cái hệ miễn dịch tốt dần lên, tốt hơn lên trong cái giai đoạn mà cơ thể em bé còn đang phát triển trưởng thành. Và bác Dương hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được các bà mẹ trong cái quá trình chăm sóc em bé của mình, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 36 tháng tuổi. Hy vọng bác sĩ Hương sẽ cùng các ba mẹ đồng hành cùng với các con để các con của chúng ta trưởng thành, trở thành những đứa trẻ không chỉ về phát triển tốt về mặt thể chất mà còn là những đứa trẻ thông minh và giúp ích được nhiều cho xã hội. Và nếu các ba mẹ có bất cứ những băn khoăn hoặc có cần tư vấn gì thì hãy nhớ inbox trực tiếp cho bác sĩ Hương. Bác sĩ Hương sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các ba mẹ và các bạn. Bác sĩ xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.